không được. Nhạc sĩ Lê Cờ bảo là không được một đánh đàn thì đánh đàn thôi. Đánh đàn đấy. Bánh còn một cây đàn nữa. Cây góc này. Thầy lên hộ nó chứ. Điện vào trong. Cắm nòng lòng lên, khó chơi đấy. Cắm nòng lòng, ta đã mẻ rất là biết lòng. Còn nó khỏe. Cái này nó lên là phải cắm chất đi, nó là mai. Ở đây tí nữa, có một in giấy chứng nhận cấp cứu hồn ban giám khảo xong còn công việc chuẩn bị cho tối để đến nhận công nhận. Mai đường nào chả đi lấy cái đường giả phải thử lấy cái gì đấy gửi đi con đấy gửi đi đánh rồi. Thank you.
trường đại học ca. Không ấy là không nên gì nhỉ? Chắc là cắm chặt nó đi, cắm chặt nó đi. Phòng. Nó rồi.
Tiếp theo chương trình là phần dự thi đến từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Nậm Nhùn. Hết. Có đoàn giám khảo chuẩn bị chưa?